Dạ, xin chào cô chú anh chị em trở lại kênh Tú Trần Bonsai và Làm Vườn nha. Thì hôm nay mình xin quay một cái clip để chia sẻ cô chú anh chị em về cái cách xử lý một số cây mai phôi ha. Những cây mai mình mua ở chợ mai phôi á, thì về mình sẽ chăm sóc như thế nào, rồi mình xử lý như sao ha, để cho có được một cái cây mai nó phát triển khỏe mạnh, không có chết bậy của chú anh chị ha. Thì mình sẽ mình đã làm được một số cây mình thấy hiệu quả thì mình chia sẻ của chú anh chị mình làm theo để mình có được một cái cây mai chơi Tết ha. Thì khi mua cây mai ở chợ mai phôi về của chú anh chị ha, thì về của chú anh chị mình nếu mà nhầm tháng thì người ta chừa còn lá rất là nhiều nha, thì mình về mình sẽ lặt hết lá. Còn cây nào mà cô chú anh chị mình chơi cái tàn thu vô á, thì mình sẽ cắt dừa cho nó đúng tàn, cành nhánh cho nó đúng ha. Thì cái khâu ban đầu này rất là quan trọng cô chú anh chị. Thì mình cắt như thế này á, thì khi mà nó ra tược ha, thì nó sẽ mạnh cây. Còn nếu mà cô chú anh chị về để nguyên tàn rồi cái một tuần 10 bữa sau nó bắt đầu nó có hiện tượng nhóm cái mầm, những cái đầu cành nhỏ vậy nè, thì cô chú anh chị lại cắt giật tới vô ha, để cho nó đúng cái, cho nó gọn cây á, thì vô tình mình làm cái cây mình sẽ nó yếu thêm, bởi vì nó đang chuẩn bị nhựa để nó đưa lên những cái đầu cành này để nó bung ra. Thì cô chú anh chị mình lại cắt một lần nữa ha, cho nên cố gắng là mình về là mình cắt chỉnh sửa cho nó hoàn chỉnh đi rồi mình để ha, chứ đừng có để rồi 5-10 ngày rồi mình ra mình cắt, rồi 5-10 ngày mình thấy không được mình cắt nữa thì cái cây mình nó sẽ yếu nha. Và cái bộ rễ thì mình sẽ xử lý cơ bản cho nó ổn của chú anh chị ha. Rồi bầu đất thì nếu mà cô chú anh chị mình định vô cái chậu như thế nào, ví dụ như cái cây này là sau này cái định hướng của mình là vô cái chậu 7, thì hiện tại bây giờ mình đo thì nó lọt cái chậu 7 của chú anh chị, thì như vậy là ok ha. Khi mà nó ra tược thì mình sẽ cạy đất múm vòng vòng cái bầu này nè, khoảng cỡ chừng cạy cỡ chừng 30% ha, 30 hoặc 40% thì mình vô chậu là ok nha. Đó là cây mai tàn của chú anh chị ha. Thì mình làm cơ bản như vậy, rồi mình sẽ đợi cho nó ra tược ha. Của chú anh chị cứ đợi ra tược như thế này nè, cứ bỏ như vậy tưới ra tược nhiều như vậy ha. Thì mình sẽ cắt phá cái dây với bầu này ra, thì mình sẽ cạy đất khoảng 30% hoặc 40% ha, thì nó còn lại như thế này. Thì mình mới vô thì nó sẽ bị héo một số cái tược của chú anh chị ha, thì mình vô phải để trong mát ha. Hoặc là những cái cây nào nó bung mạnh quá, cô chú anh chị có thể bấm bớt những cái lầu này nè, để cho nó đỡ mất sức ha. Còn nếu mình cái tàn mà rộng cây mạnh á, thì mình không cày đất luôn cũng được cô chú anh chị, hoặc cày 10-20% cũng được, để cho nó đỡ cái mất sức cái cây ha. Bởi vì khi nó ra tược về là gãy cám rất là nhiều, cho nên nếu mình cày trong đây thì ít nhiều nó vẫn đứt gãy cám một số ở trong á, cho nên nó sẽ bị yếu nha. Thì như cây này nè, nó lên như cây này ha, thì mình vô cũng được rồi nè. Nhưng mà mình vô chậu thì mình sẽ hạn chế nước, mình tưới một lần 3-4 ngày, 4-5 ngày gì mình tưới cũng được ha. Cái lá cỡ này thì nó chưa có hút nước nhiều. Còn như cây này thì mình vô chậu rồi một ngày tưới, rồi ngày bỏ một ngày ha, thì ngày sau mình tưới nữa thì nó phát triển tốt. Thì cô chú anh chị nhớ ha, khi mình mua về thì như thế này nè, mình cắt chỉnh sửa cho nó cơ bản hết đi. Như vậy ha, rồi mình bỏ nè, cho nó bung mầm nè, cô chú anh chị thấy có mầm rồi ha. Thì nó như vậy thì mình tưới nó mỗi ngày mỗi tưới cũng được cô chú anh chị. Thì ở dưới đáy này ha, dưới này thì mình sẽ gọc cho trống ra để mình tưới nước nó rút xuống, mình lấy gạch kê hay vậy ha. Nếu mà mình một hai cây thì mình làm kỹ ha, còn ở đây thì mình nhiều cho nên mình không có kỹ lắm. Nhưng mà mình quan sát, mình quen cô chú anh chị, thấy cái cây nào mà nó hơi yếu hay gì đó là mình phải tìm cách mình xử lý nó ngay. Còn những cây mạnh bình thường này với lại mình tưới điều tiết nước thì mình không cần gọc dưới này cũng được ha, mình quen rồi. Cho nên cô chú anh chị về mình không quen biết dư thiếu gì, mình cứ gọc ở dưới đáy đi, rồi mình lấy gạch mình kê lên, rồi mình cứ tưới nước ha, hai ngày tưới ngày nghỉ đi.
Thì cứ tưới như vậy thì khi nào nó bật mầm cành lá vậy ha thì là cây mình đã an toàn rồi nè. Còn nếu mà cô chú anh chị mình về vô chậu liền thì một số anh em cũng có làm cái cách đó ha. Khi mua ở chợ Mai Phôi về cắt xả tàn như thế này ha thì cài đất vô chậu liền thì nó vẫn đạt cô chú anh chị ha. Thì nhưng mà 10 cây thì có khi 1-2 cây nó yếu, thì vô chậu rồi nó yếu thì cô chú anh chị mình xử lý rất là khó. Còn mình để như thế này ha, nếu mà mình mua cái cây mình lựa cái cây mà mạnh khỏe của chú anh chị ha, cái sức sống nó còn mạnh khỏe, mình nhìn cây mình biết ha. Chia lại những cây nguội mà nó đã có hiện tượng nhóm lên á, còn những cái cây mà nó bị nhầm khi ta bứng ta để cành lá nhiều ha, rồi nắng ta để ngoài nắng nó bị khô nhựa rồi á, thì về mình xử lý thì nó rất là yếu nha. Cho nên thứ nhất là mình phải chọn được cái cây mạnh. Cây mạnh xong thì về mình để nó bung tược ha, thì khả năng sống là trên 95% của chú anh chị ha. Thì có thể nói là 99% luôn nếu mình lựa cái cây mà đạt nó không bị si ha. Nói chung là cái cây mình không có bị si do mà để mất nước hay gì đó. Thì nếu cây mà bình thường á, bứng mà nó xử lý cơ bản á, thì mình sống có thể là, nếu mà nói 99 thì nhầm khi anh chị em mình nói quá ha, thì mình nói là cỡ 95. Nếu mà lựa cây ok á, thì để chơi cây tàn như thế này thì mình bảo đảm của chú anh chị là trên 95% là sống ha, không chết bậy. Thì những cái cây này mình mua về là tới nay của chú anh chị mình chưa hề tưới dưỡng rễ hay tưới kích rễ gì hết của chú anh chị ha. Như thế này là về mình cứ bỏ như vậy, mình tưới nước là nó sẽ bật mầm nó lên thôi. Vì những cái cây mai phôi ở chợ Mai Phôi ha, thì đa số là người ta bứng ở Long An, thì người ta trồng đất mặt ruộng của chú anh chị, cho nên nó rất là tốt ha. Thì khi mình bứng thì cái nhựa trong cây nó còn rất là nhiều, và cái bầu đất này nó cũng còn cái chất phân trong này ha. Cho nên khi mà nó phát triển cành nhánh á, thì nó ăn trong đây là nó đủ ăn rồi cô chú anh chị. Bị mình giật cành nhánh nó nhỏ lại như thế này ha, thì nó đã đủ ăn rồi, mình không cần tưới gì thêm. Hoặc là cô chú anh chị mình có tưới thêm á, thì tưới Atonet ha, hoặc là dưỡng rễ N3M á, thì liều lượng nó phải nhẹ hơn cái liều lượng khuyến cáo nha của nhà sản xuất á, thì mình tưới vẫn được. Nếu mình cưng ha thì mình tưới một lần hay gì đó thôi, chứ mình đừng có tưới nhiều ha. Đôi khi mình tưới nhiều mà nhầm cái cây yếu ha. Một số anh em có điện hỏi mình ha, là tại sao là mỗi tuần mỗi tưới dưỡng rễ mà cái cây vô chậu rồi mà nó nằm hoài nó không lên. Thì thật sự của chú anh chị mình nghĩ ha, thì như cái cây đó nó đã không có hấp thụ được cái dưỡng rễ mà khi mình đưa vào á, thì của chú anh chị có tưới hoài thì nó cũng nằm vậy thôi, mà nó ở dưới bộ rễ nó có vấn đề dưới đó rồi. Cho nên là mình đừng có tưới gì nữa, mà mình có thể là lâu lâu của chú anh chị mình tưới Atonit là cái chất kích thích sinh trưởng ha, thì nó có thể nó kéo. Chứ của chú anh chị mình cứ tưới cái N3M ha, những cái loại mà dưỡng rễ á, thì những cái loại đó, một số loại như N3M thì nó có cái NPK là đạm lân kali trong đó của chú anh chị. Thì khi mình tưới mà cái cây nó không hấp thụ được ha, thì nó sẽ nằm ở trong cái chậu mình. Mà những cái cây của chú anh chị về thì một số anh em là kêu của chú anh chị mình hạn chế tưới nước này kia ha. Thì khi đó vô tình mình tưới cái dưỡng rễ vô, rồi mình không dám tưới nước nhiều, thì nó dưỡng rễ nó nằm ở trong chậu của chú anh chị ha, thì nó vô tình nó lại làm cho cái rễ của cô chú anh chị nó bị ngộ độc phân bón luôn ha. Thì nó không có phát triển được, từ từ cây yếu dần và nó sẽ chết luôn. Thì như thế này thì những cái cây mình là mua về ha, thì mình vẫn bỏ đây, mình không có tưới dưỡng rễ hay là tưới bất cứ một loại kích rễ nào của chú anh chị nha. Thì những cái cây này là trong bầu đất nó đã rất là mạnh rồi, thì mình cắt cành nhánh đôn lại như thế này thì tự động nó ở trong nhựa nó có sẵn, nó bung ra ha. Thì mình nếu mình không gành thì thôi mình cứ để như thế này, thì tự nó bung ra thì nó sẽ hay hơn nha cô chú anh chị ha. Thì những cái cây mình chơi bonsai của chú anh chị ha, mình cắt mình vô chậu á, cắt thu tàn như thế này nè, thì về mình cài đất ra hết ha, cài ra còn khoảng 10 đến 20%.
thì mình sẽ vô lại cái chất trồng là xê dừa với trấu ha. Thì mình nuôi sau này đất ít thì nó không có lạnh cái bầu, thì mình nuôi lâu dài nó mới mạnh được chú anh chị nha. Cây này mình đang nếu mình vô những cây bonsai của chú anh chị ha, thì tùy theo cây mà mình cạy mình chừa cái lượng đất khác nhau. Nhầm cây thì mình chừa những cái cây bonsai mà lớn lớn của chú anh chị ha, mình sợ cái gũi go cao á, thì mình chừa là 30% đất của chú anh chị ha. Rồi mình nuôi một vài năm thì từ từ mình sẽ tìm cách mình lấy bớt đất lần lần trong đó ra. Còn những cái cây nhỏ ha, những cây giá trị thấp thấp á, thì cô chú anh chị cạy là còn 10% hoặc là vũ hết luôn cũng được ha. Mình nhầm cây mình vẫn vũ hết luôn á. Cái chất trồng ha, mình để cho gom gom lên vậy nè. Rồi mình để cây lên, rồi mình xây. Xây mục đích của mình là cho cái chất trồng nó lộn vô trong cái những cái rễ mà nó bị trống ở trong ha. Thì nó sẽ dính được bao nhiêu thì nó dính. Bắt đầu mình ốp lại, bỏ lại. Vô xong thì như thế này cô chú anh chị ha, mình vô mình quấn mình bó lại nè. Thì như vậy thì mình chừa cái này, nếu mà mình có giao lưu thì mình sẽ bó trở lại cho nó bít luôn ha, thì mình sẽ gửi đi. Còn nếu không thì mình để như vậy mình nuôi luôn nè. Thì như vậy thì nó phát triển rất là mạnh của chú anh chị ha. Nếu cô chú anh chị nào mà mình kỹ ha, thì một số cây mình có ít á, thì mình sẽ trùm cái bọc lại của chú anh chị, thì nó sẽ rất là mau lấy sức lại ha. Cây này nó cũng có cái mấm cái đầu rồi nè, mấm mầm rồi nè ha. Thì như vậy ha, mình sẽ đậy cái chỉ xê dừa lại cho nó mát gốc nè, rồi mình trùm cái bọc lại ha. Thì khi mà mình vô xong á, mình tưới cho thiệt ướt á, thì cô chú anh chị mình sẽ để cho nó gáo lại, bỏ một ngày hay gì đó ha, gáo lại. Rồi cô chú anh chị mình lấy cái bọc mình trùm. Nhưng mà lưu ý cô chú anh chị mình trùm chỉ là trùm cái cây thôi nha, chứ mình đừng có trùm luôn cái nguyên cái chậu. Bởi vì mình trùm nguyên cái chậu á, thì cái hơi ẩm của nó sẽ giữ ẩm trong cái chậu này, thì nó không có gáo được cái chất trồng. Thì mình thấy cái mồ hôi nó ra ha, nhầm cây mạnh á, thì nó phát triển rất là mạnh của chú anh chị. Nhưng mà nhầm cây nó yếu ha, thì mình trùm bít như vậy á, thì mồ hôi trong này nó rất là nhiều nè. Thì nó sẽ làm cái chất trồng mình nó quá ẩm. Thì mình thấy một số cây mình nó phát triển không có mạnh lắm của chú anh chị. Mà như thế này của chú anh chị bó lại trong gốc ha, bó cái thân thôi, thì nó giữ độ ẩm trong cái cây thôi, nó không mất nước. Ở dưới này thì nó thoáng ha, thì mình thấy là nó phát triển tốt hơn. Và một số cây á, nếu mà cô chú anh chị bứng không phải là cây mai chợ mai phôi ha, những cây công nghiệp á, mình bứng ở vườn á, thì có một số cây nó bị nấm bệnh á, thì nhầm cây hoặc là trồng trong bồn của chú anh chị ha, nó có nghẹt nước hay gì đó, nó chết rễ cám á, thì về cái rễ nó bị đen này kia á, thì cô chú anh chị mình ngâm Gidomin, thì liều lượng là một bịch Gidomin cho 40 lít nước ha. Cô chú anh chị ngâm qua một đêm, bỏ cái gốc mình ngâm đại vô trong nước có Gidomin á, hoặc là thấy có người thì người ta ngâm Atonit chung vô ha. Nhưng mà mình thì mình chưa có cộng Atonit, mà mình ngâm Gidomin để nó trừ bệnh á. Thì mình vô những cái cây mà yếu mà có nấm bệnh á ha, thì nó sẽ phát triển tốt hơn. Còn nếu những cây bình thường thì mình không cần ngâm Gidomin ha. Thì nếu mình để tàn thì mình sẽ kê gạch lên và mình xử lý cái đáy dưới ha, để cho nó lâu thì nó không có bị dẻ đất nè. Thì mình sẽ gập nhiều lỗ dưới ha, cho nước nó thoát ra. Rồi mình lấy gạch mình kê vô. Những cái bao này nó dễ bị động nước, cho nên là nó dễ bị nghẹt rễ. Mình tưới, nếu mình cưng mình tưới mỗi ngày thì nó sẽ bị nghẹt ha. Như cây này của chú anh chị thấy là nó đất dưới này nó dư nước dưới này nè, cho nên mình phải cắt xử lý những cái lỗ dưới này. Rồi mình lấy gạch mình kê lên ha. Thì cây mai tàng mình đem ra
mình trồng ha. Thì cô chú anh chị thấy cái cây này hôm nay mình để nó bung tàn như thế này nè, thì dẫn cái bầu đất nè ha, rồi ra mình xử lý nè. Rồi sau khi mình lấy cái băng keo ra ha, thì mình sẽ sắp một số rễ nè, những cái rễ nào nó nằm chồng chéo đâu ha, thì cô chú anh chị mình sẽ sắp lại để sau này nó lớn thì nó đẹp ha. Thì những cái bầu đất vườn mình của chú anh chị thì nó rất là dẻ nha, cho nên mình tưới sau này á thì cái cây mình bung tàn nhiều, nó rút nước rất là nhiều, cho nên cái củ ha, cái bầu bứng á, nó sẽ bị khô, nó sẽ thiếu nước ha, thì cái cây mình nó không phát triển được. Còn những cái cây này ở chợ Mai Phôi mình mua nè, thì người ta trồng ở Long An, thì cái đất mặt nè, cho nên đất nó rất là xốp, của chú anh chị thấy ha. Như thế này thì mình tưới nó rút nước, cho nên mình không có phá bầu nhiều ha. Cây này thì mình chỉ sơ sơ cái ghìa như vậy thôi. Cô chú anh chị thấy cái dàn rễ của nó nè, rễ cám ha. Thì cái cây như thế này mình trồng thì với lại mình để ra tược như thế này ha, thì nó phát triển rất là mạnh, nó ít có hư bậy của chú anh chị ha. Rồi những cái rễ mình sắp lại nè, cho nó cơ bản ha. Cái đất mình á, nếu mình bứng cái cây dường của chú anh chị ha, thì nó rất là dẻ. Nhầm cái cây của chú anh chị thấy là nó cái bầu này nó cứng luôn nè. Thì sau này mình tưới ha, ở ngoài này á thì nó ẩm, mà ở trong cái bầu bứng của mình á thì nó bị khô. Thì cô chú anh chị thấy cái cây mình tưới lúc nào nó cũng ướt ha, nhưng mà tại sao nó không phát triển, thì do nó bị khô cái củ trong này của chú anh chị, khô cái bầu bứng ha, thì nó sẽ đứng cây. Cô chú anh chị cứ tưới ở ngoài này, nó cũng có một số rễ cám nó đi ra đây ha, nhưng mà nó điều tiết nước không được, nó không đủ nước để nó nuôi cái cây, thì nó trong này thì nó khô cứng luôn, còn ngoài này thì ướt. Thì một số anh chị điện tới mình hỏi cái cây nuôi cũng lâu mà tại sao nó không phát triển ha, thì có một số cây mình chỉ của chú anh chị làm thì nó phát triển lại là khá là mau. Thì một số anh chị phản hồi mình thấy là mình làm nó cũng có một số điều nó cũng đúng của chú anh chị. Thì những cái cây mà cái củ khô vậy á, mình thấy mình cạy ra mình thấy khô ha, mà ở ngoài này nó ướt, thì của chú anh chị mình lấy cái thùng sơn Epo á, thùng 20 lít ha, cô chú anh chị kê cao hơn cái bồn này, rồi cô chú anh chị lấy cái dây nước biển để mà của y tế người ta vô nước biển á, cô chú anh chị mình lấy cái dây đó mình truyền xuống, có thể là một cái bầu gì mình truyền 2-3 ống ha, mình truyền xuống mình để cái dây lên 3-4 điểm trên cái cây này nè, rồi mình xả cho nó nhiễu nhỏ giọt. Thì một cái thùng Epo đó có thể là nó chảy là cả ngày nó mới hết được của chú anh chị, thì nó sẽ thấm vô cái củ này, thì nó thấm rồi về ngày của chú anh chị có thể pha dưỡng rễ, của chú anh chị vẫn xả như vậy ha, thì cây nó bắt được nước thì nó sẽ phát triển mạnh lên. Mình không tưới ở ngoài này mà mình tưới ở trong cái củ bứng này nè, cái bầu bứng nè, thì nó thấm được, nó ăn được, nó tỉnh lên, thì sau này bộ rễ nó khi mà nó mạnh nó ăn ra ở ngoài ha, thì cái cây nó sẽ phát triển lại. Còn cái bồn này thì mình làm để mình trồng những cái cây mai ghép của chú anh chị, những cây như thế này ha. Mà cái cây này thì mình cũng làm, mình xử lý rồi mình vô cái bồn này nó hơi nhỏ nè. Cho nên nếu mà đúng cây tàn này mình phải trồng ra khoảng chừng 3 tấc nữa của chú anh chị ha, thì mới vừa. Nhưng mà mình làm vậy thì nuôi tạm thôi. Thì khi mà nó phát triển mạnh thì cô chú anh chị nào tới vườn thì mình vẫn giao lưu lại. Cho nên mình trồng cái bồn này nó cũng nhỏ của chú anh chị ha. Nếu mình trồng để chơi thì mình có thể là mình ra đây nè, khoảng tầm này nè, thì nó vừa nó ha. Chứ đừng có quá lớn nha. Mình thấy một số anh chị gửi hình cho mình là như cái cây về nè. Thì cô chú anh chị mình trồng là cái đường kính nó 1 mét mấy lần ha, thì nó sẽ dư nước. Thì như cây này mình trồng cái đường kính khoảng 1 mét là ngon lành của chú anh chị. Thì cô chú anh chị quan tâm là cây mai tàn ha, trồng trước tiên là gì, mình để cho nó bung tàn như thế này,
rồi nó ra, thì trong khi bung tàn thì cái rễ nó sẽ ra cái đầu rễ của chú anh chị thấy nè, cái đầu rễ nó kéo lại ha, nè nó đang kéo nè. Cái cây này hôm nay mình để hơi khô của chú anh chị cho nên nó hơi chậm á, chứ nếu mình ướt chút nữa thì cây này nó phát mạnh hơn nữa nha. Thì mình để ra được như thế này mình trồng thì nó không có bị dư nước nè, như cây này là gặp mưa dầm cũng không ảnh hưởng gì hết nè. Giờ thì như vậy là mình tưới nước cho nó ướt đẫm của chú anh chị ha. Như vậy là đã cơ bản trồng xong một cái cây mai tàn. Thì cô chú anh chị nhớ là cái bầu này thì nó hơi nhỏ nha. Cái bầu này mình sẽ ra, nếu mà cô chú anh chị mình trồng chơi á thì mình sẽ ra là một bên là 2 tấc nữa, tức là cái đường kính nó khoảng 1 mét là vừa đó. Thì cây mai tàn mình đem ra mình trồng ha. Thì cô chú anh chị thấy cái cây này hôm nay mình để nó bung tàn như thế này nè, thì dẫn cái bầu đất nè ha, ra mình xử lý nè. Rồi sau khi mình lấy cái băng keo ra ha, thì mình sẽ sắp một số rễ nè, những cái rễ nào nó nằm chồng chéo đâu ha, thì cô chú anh chị mình sẽ sắp lại để sau này nó lớn thì nó đẹp ha. Thì những cái bầu đất vườn mình của chú anh chị thì nó rất là dẻ nha, cho nên mình tưới sau này á thì cái cây mình bung tàn nhiều, nó rút nước rất là nhiều, cho nên cái củ ha, cái bầu bứng á, nó sẽ bị khô, nó sẽ thiếu nước ha, thì cái cây mình nó không phát triển được. Còn như cái cây này ở chợ Mai Phôi mình mua nè, thì người ta trồng ở Long An thì cái đất mặt nè, cho nên đất nó rất là xốp của chú anh chị thấy ha. Như thế này thì mình tưới nó rút nước, cho nên mình không có phá bầu nhiều ha. Cây này thì mình chỉ sơ sơ cái ghìa này vậy thôi. Cô chú anh chị thấy cái dàn rễ của nó nè, rễ cám ha. Thì cái cây như thế này mình trồng thì với lại mình để ra tược như thế này ha, thì nó phát triển rất là mạnh, nó ít có hư bậy của chú anh chị ha. Thì những cái rễ mình sắp lại nè, cho nó cơ bản ha. Cái đất mình á, nếu mình bứng cái cây vườn của chú anh chị ha, thì nó rất là dẻ. Nhầm cái cây của chú anh chị thấy là nó cái bầu này nó cứng luôn nè. Thì sau này mình tưới ha, ở ngoài này á thì nó ẩm, mà ở trong cái bầu bứng của mình á thì nó bị khô. Thì cô chú anh chị thấy cái cây mình tưới lúc nào nó cũng ướt ha, nhưng mà tại sao nó không phát triển, thì do nó bị khô cái củ trong này của chú anh chị, khô cái bầu bứng ha, thì nó sẽ đứng cây. Cô chú anh chị cứ tưới ở ngoài này, nó cũng có một số rễ cám nó đi ra đây ha, nhưng mà nó điều tiết nước không được, nó không đủ nước để nó nuôi cái cây, thì nó trong này thì nó khô cứng luôn, còn ngoài này thì ướt. Thì một số anh chị điện tới mình hỏi cái cây nuôi cũng lâu mà tại sao nó không phát triển ha, thì có một số cây mình chỉ của chú anh chị làm thì nó phát triển lại là khá là mau. Thì một số anh chị phản hồi mình thấy là mình làm nó cũng có một số điều nó cũng đúng của chú anh chị. Thì những cái cây mà cái củ khô vậy á, mình thấy mình cạy ra mình thấy khô ha, mà ở ngoài này nó ướt, thì của chú anh chị mình lấy cái thùng sơn Epo á, thùng 20 lít ha, của chú anh chị kê cao hơn cái bồn này, rồi của chú anh chị lấy cái dây nước biển để mà của y tế người ta vô nước biển á, cô chú anh chị mình lấy cái dây đó mình truyền xuống, có thể là một cái bầu gì mình truyền 2-3 ống ha, mình truyền xuống mình để cái dây lên 3-4 điểm trên cái cây này nè, rồi mình xả cho nó nhiễu nhỏ giọt. Thì một cái thùng Epo đó có thể là nó chảy là cả ngày nó mới hết được, cô chú anh chị, thì nó sẽ thấm vô cái củ này, thì nó thấm rồi về ngày cô chú anh chị có thể pha dưỡng rễ, cô chú anh chị vẫn xả như vậy ha, thì cây nó bắt được nước thì nó sẽ phát triển mạnh lên. Mình không tưới ở ngoài này mà mình tưới ở trong cái củ bứng này nè, cái bầu bứng nè, thì nó thấm được, nó ăn được, nó tỉnh lên, thì sau này bù rễ nó khi mà nó mạnh nó ăn ra ở ngoài ha, thì cái cây nó sẽ phát triển lại. Còn cái bồn này thì mình làm để mình trồng những cái cây mai ghép của chú anh chị, những cây như thế này ha,
mà cái cây này thì mình cũng làm, mình xử lý rồi mình vô cái bồn này nó hơi nhỏ nè, cho nên nếu mà đúng cây tàn này mình phải trồng ra khoảng chừng 3 tấc nữa cô chú anh chị ha thì mới vừa, nhưng mà mình làm vậy thì nuôi tạm thôi, thì khi mà nó phát triển mạnh thì cô chú anh chị nào tới tới vườn thì mình vẫn giao lưu lại, cho nên mình trồng cái bồn này nó cũng nhỏ cô chú anh chị ha. Nếu mình trồng để chơi thì mình có thể là mình ra ra đây nè, khoảng tầm này nè, thì nó vừa nó ha, chứ đừng có quá lớn nha. Mình thấy một số anh chị gửi hình cho mình là như cái cây về nè, thì cô chú anh chị mình trồng là cái đường kính nó 1 mét mấy lần ha, thì nó sẽ dư nước. Thì như cây này mình trồng cái đường kính khoảng 1 mét là ngon lành cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị quan tâm là cây mai tàn ha, trồng trước tiên là gì, mình để cho nó bung tàn như thế này rồi nó ra, thì trong khi bung tàn thì cái rễ nó sẽ ra cái đầu rễ của chú anh chị thấy nè, cái đầu rễ nó kéo lại ha, nè nó đang kéo nè. Cái cây này hôm nay mình để hơi khô của chú anh chị cho nên nó hơi chậm á, chứ nếu mình ướt chút nữa thì cây này nó phát mạnh hơn nữa nha. Thì mình để ra được như thế này mình trồng thì nó không có bị dư nước nè, như cây này là gặp mưa dầm cũng không ảnh hưởng gì hết nè. Giờ thì như vậy là mình tưới nước cho nó ướt đẫm của chú anh chị ha. Như vậy là đã cơ bản trồng xong một cái cây mai tàn. Thì cô chú anh chị nhớ là cái bầu này thì nó hơi nhỏ nha. Cái bầu này mình sẽ ra, nếu mà cô chú anh chị mình trồng chơi á thì mình sẽ ra là một bên là 2 tấc nữa, tức là cái đường kính nó khoảng 1 mét là vừa đó. Còn như cái mai tàn mà mình vô chậu của chú anh chị ha, thì mình để nó lên như thế này nè, thì mình vô ha, thì nó vẫn phát triển bình thường của chú anh chị ha. Thì những cây này mình để nó hơi trễ nè, thì hôm đó mình cạy mấy cây này, mình cạy cũng khoảng 40% đất của chú anh chị. Thì như cây này thì nó hơi sượng ha, còn như cây bên đây nè thì nó phát triển mạnh nè. Thì như vậy thì cây mình đưa dưỡng rễ rồi vô mạnh thì nó phát triển bình thường lại cô chú anh chị ha. Còn nếu cô chú anh chị mình sợ á, thì mình cứ vô cái, nếu mình không có ghép á ha, thì mình vô cây tàn vậy nè. Thì cô chú anh chị mình cạy 10% thôi, đặng cho nó ló cái đầu rễ nó ra thôi ha. Thì cái cây của chú anh chị nó không bị sượng. Hoặc là như cái tàn như thế này thì mình sẽ bấm vòng vòng vậy nè, cho nó đỡ mất nước vòng vòng ha. Thì mình cạy từ 10-30%. Thì nhầm cây của chú anh chị thấy nó không ảnh hưởng nhiều thì có thể cạy 40% ha. Bởi vì mình cạy cục đất này nhiều á, thì khi cây mình nó yếu á, thì nó không có bị lạnh ở trong. Còn cây mạnh thì cô chú anh chị mình chỉ cần cạy 10-20% thôi ha, thì cái cây nó rút được khô cái bầu đất trong đây á, thì cái cây mình nó không ảnh hưởng. Còn nếu những cây yếu yếu á, cô chú anh chị thấy như cây này phát triển hơi yếu ha, thì cô chú anh chị mình cạy khoảng từ 20-40% để cho cái bầu đất trong này nè nó không có bị quá ướt. Còn nếu mà cái tàn nó yếu mà để cái đất quá nhiều á, thì mình tưới vô cái bầu đất này nó sẽ bị ẩm hoài ha, thì cái cây mình từ từ nó sẽ yếu luôn. Cho nên cái cây mạnh thì có thể mình cạy ít vì rễ nó nhiều, còn những cây yếu thì có thể mình cạy nhiều hơn ha. Thì có thể mình nói không hết ý được, cô chú anh chị mình hiểu, nhưng mà mình chỉ sơ lược vậy thôi. Còn có vấn đề gì cô chú anh chị mình liên hệ lại mình ha. Thì những cây này mình đã xử lý nay là khoảng 2 tháng cô chú anh chị, hơn 2 tháng rồi ha. Thì nó phát triển rất là mạnh nè. Thì cô chú anh chị thấy hôm nay là như vậy là mình ghép được rồi ha. Cây nó rất là thuần rồi nè. Thì cô chú anh chị nhớ là những cái cây bonsai ha, thì mình ép cái chậu nó càng nhỏ thì cái cây mình nó dễ nuôi nè, nó ít có dư nước cô chú anh chị ha. Thì cái cây mình nó sẽ không có bị sượng bậy. Còn nếu mà mình vô quá nhiều cái chậu quá lớn á, thì nó sẽ bị dư nước cô chú anh chị ha. Thì cái cây mình cái rễ nó phát triển không tốt. Còn như thế này thì cái bầu nó mình tưới rồi là nó rất là mau khô. Cho nên mình khả năng mình ép chậu được cỡ nào thì cái cây nó sẽ khỏe chừng đấy ha, càng nhỏ càng tốt nè.
như những cái cây mà mình làm khoảng 40 hoành, 50 hoành thì nhầm cây mình vô nằm khoảng chậu 5 của chú anh chị. Có cây chậu 4 luôn ha. Cho nên càng ép chậu thì nó ít dư nước, thì cái cây khi mà nó phát triển thì nó rất là mạnh. Thì như thế này thì mình vô xong thì khoảng đa số là mình một tuần lễ mình mới tưới Atonet ha, cộng với dưỡng rễ N3M mình tưới. Rồi khi mà mình đợi nó lên, tưới một lần thôi, rồi mình đợi nó lên nhóng nhóng lên, cái tược nó lên khá khá ha, thì mình tưới 10 ngày mình tưới một lần. Thì cứ tưới dưỡng rễ Atonet thì 2-3 lần mình mới cộng vô một lần nha. Còn dưỡng rễ thì 10 bữa mình tưới một lần. Thì cô chú anh chị cứ tưới cái liều như vậy cho đến khi như tới cỡ này ha. Thì nếu mình chưa ghép thì mình có thể cộng cái phân hóa học vô, cái liều lượng nó nhẹ thì vô nó vẫn phát triển mạnh ha. Còn nếu cây ghép thì mình cứ tưới dưỡng rễ với 2-3 cử dưỡng rễ thì mình cộng Atonet vô một lần thì nó sẽ hay hơn. Bây giờ tóm lại cô chú anh chị ha, thì những cái cây mà mình xử lý, nếu mà để mà giao lưu cô chú anh chị thì mình sẽ xử lý cái bầu như thế này. Thì về nhà cô chú anh chị cứ để về nuôi ha, lên 3-4 cơi ra đọt vậy nè, 3-4 cơi thì mình hả vô chậu lại để mình, hoặc là cô chú anh chị cứ để vậy mình ghép luôn ha, ghép rồi nó lên 2-3 cơi rồi mình vô chậu cũng không sao. Hoặc là nó lên 2-3 cây đọt mình chưa ghép ha, thì cô chú anh chị mình sang qua chậu thì nó cũng không ảnh hưởng gì cái cây mấy. Bởi vì như vậy thì mình lựa cái chậu nó cỡ này hoặc là lớn hơn xíu ha, thì mình vô thì cái cây nó ổn ha. Còn nếu mà cô chú anh chị mình mà mua cây phôi về mình xử lý á, thì mình sẽ vô chậu luôn. Thì vô chậu như thế này ha, thì mình sẽ xử lý như vậy mình chơi luôn. Thì khi mà nó lên 3-4 cây tược thì mình ghép. Còn nếu mà cô chú anh chị mình mua những cái cây phôi á, thì mình sẽ xử lý như thế này. Thì về cô chú anh chị mình cứ để như vậy mình nuôi luôn ha. Hoặc là có chậu thì mình sang theo mình thì để như vậy luôn đi. Rồi nuôi 2-3 cây á, nó mạnh rồi á, thì mình hãy sang. Còn giờ mình sang có khi nó rớt bổi, mình làm cũng tốn công ha. Thì như thế này thì mình cứ để về mình tưới tưới nước thì nó phát triển thôi. Thì như vậy thì mình vô xong như thế này ha. Thì mình sẽ một tuần sau mình sẽ tưới cái dưỡng rễ N3M cộng với Atonet vô. Thì liều lượng là một muỗng trong cái hộp N3M ha. Thì mình sẽ cộng thêm là một bịch Atonet cho 20 lít nước. Thì mình tưới ướt đẫm đó ha. Rồi mình bỏ luôn cô chú anh chị ha, ngày sau gì cô chú anh chị mình tưới xả nhẹ thôi ha. Rồi bắt đầu mình để luôn khoảng cái chừng 2-3 ngày thì cô chú anh chị tưới nước một lần. Rồi mình để nó lên tược ha, lên tược cho nhú nhú lên đây nè. Rồi cô chú anh chị mình hạ tưới dưỡng rễ hay là Atonet gì thêm ha, chứ mình đừng có hàng tuần mình tưới nhầm cái cây nó hơi chậm lên tược cô chú anh chị. Thì nó cái rễ nó, nếu mà tược chưa lên thì bộ rễ dưới nó cũng chưa có phát triển. Thì cô chú anh chị mình đừng có tưới dưỡng rễ gì nữa, cứ để đó. Hay là nếu mà nó hơi chậm ha, khoảng 20 ngày hay gì đó, thì mình có thể mình tưới Atonet để nó kích thích sinh trưởng lên. Chứ mình đừng có tưới cái dưỡng rễ, bởi vì dưỡng rễ là nó có thành phần phân bón ở trong đó. Nếu mình tưới dưỡng rễ thì có khi nó không hấp thụ được cái cây, nhầm cây nó đứng, nó không phát triển bộ rễ cám ha. Thì mình tưới dưỡng rễ vô nó không có ăn được, thì vô tình mình tưới thêm một vài lần nữa thì nó sẽ tồn động cái phân bón ở trong này nè. Thì cái cây mình nó sẽ không có ra được rễ, là nó đứng luôn cô chú anh chị ha. Mình lưu ý cái vấn đề đó ha. Cho nên cô chú anh chị đừng có nghĩ là mỗi tuần mỗi tưới dưỡng rễ thì nó sẽ bật cái cây mình lên. Nhưng mà mình phải nghĩ là mình tưới mà nó có ăn được hay không, thì đó mới là cái điều quan trọng của chú anh chị nha. Cho nên rất là quan trọng cái khâu xử lý đầu tiên này á. Còn nếu mà nó lên tùm như thế này á, thì cô chú anh chị mình tưới dưỡng rễ, tưới loại thường, loại nào cũng được ha. Nó hấp thụ được thì cái loại nào mà hãy có dinh dưỡng thì nó sẽ lấy được và nó sẽ phát triển thôi. Còn như giai đoạn này là nó đang yếu nè cô chú anh chị, cũng như người bệnh vậy ha. Thì cái nào ăn được mà dễ tiêu thì nó mới ăn. Còn nếu ăn được mình ép thì ăn không được, không tiêu thì càng lại bệnh nặng thêm của chú anh chị ha.
Rồi, mình xin phép được kết thúc video tại đây cô chú anh chị ha. Thì một số vấn đề thì mình chia sẻ cô chú anh chị, nhưng mà nhiều khi mình còn quên một số vấn đề vì gì mình cũng không thể nhớ hết được để chia sẻ hết những cái ý của mình cho cô chú anh chị ha. Thì có thể có vấn đề gì thắc mắc thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ, hoặc là anh em mình có cái gì hay hơn ha, kỹ thuật nào hay hơn thì mình xin anh em góp ý cho mình để mình nắm được cái kiến thức nó nhiều hơn ha, để chia sẻ lại cho cô chú anh chị em mình, để những cô chú anh chị em mình có cái đam mê mai vàng sẽ chăm sóc được cái cây mai mình tốt hơn và có được cái cây mai chân Tết để nó đem lại may mắn cho mình ha. Thì mình xin phép được kết thúc video tại đây cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị xem kênh thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực để làm những cái video tiếp theo của chú anh chị ha. Chào cô chú anh chị nha.